hợp với nhau để làm việc. À, động tác của chúng ta dậm chân như thế này, cho nên là bỏ hết những cái lo toan để chúng ta action vào công việc, mẹ rất là tốt. Hô hết sức mình để chúng ta dốc hết để cho công việc và chúc nhau một ngày làm việc vui vẻ. Ok, chúng ta thử nha. 2, 3. FPT Shop thân thiện, chân thành, thành công. Lần nữa nha. Lần cuối cùng nha. Thân thiện cái kinh doanh này cái thành công.